Trái thanh long chín đỏ vườn nhưng không có người mua là thực trạng đang xảy ra ở tỉnh Bình Thuận, vùng được coi là thủ phủ thanh long của cả nước hiện nay. Vài ngày qua, đi bất cứ vườn thanh long nào ở huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc hay Bắc Bình, bà con nông dân đều ngao ngán thở dài vì thanh long không có người mua. Hoặc có người mua thì cũng mua với giá rẻ như cho, chỉ khoảng từ 1.000 đến 3.000 đồng một kg. Em làm 20 năm nay rồi đó, mà chưa thấy năm nào và giá như nó giống như năm nay. Rất là vất vả. Nhiều gia đình không chỉ mất tiền vốn, cả tiền công chăm sóc hàng trăm triệu đồng cũng không lấy lại được đồng nào. Nhà thì thanh long thì có hai vợ chồng thanh long thì công việc thì được 1.500, nhưng mà không có thuê, nhưng mà nhân công cái nhà làm, nhưng mà giá thị trường thanh long hôm nay là rất là bất bình mà thấp, cho nên là không có mướn người nào làm được. Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận đã khảo sát tìm hiểu nguyên nhân và cho biết tỉnh Bình Thuận cũng đã có chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt là cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2018, thanh long có giá sụt giảm rất là sâu. Đầu tháng 9 thì giá khoảng 10.000, tuy nhiên bắt đầu ngày 25 tháng 9 và đến hiện nay thì một số nơi giá thanh long còn xuống 3.000, thậm chí có nơi có 2.000. Qua khảo sát thì theo tôi thì có một số nguyên nhân chủ yếu sau đây. Vào đợt tháng 9 thì hầu hết thì thanh long của tỉnh Bình Thuận ra hoa tập trung với số lượng rất lớn. Thêm vào đó, tháng 9 năm 2017 giá thanh long rất là được giá, do đó bà con nông dân rút kinh nghiệm để mà giữ lại thanh long. Do vậy càng dồn thêm. Thêm vào đó là nhiều hộ đã tiến hành trồng đèn, từ đó trong một khoảng thời gian rất là ngắn và lượng thanh long rất là nhiều, cũng ảnh hưởng rất là lớn đến vấn đề thu mua. Thứ hai là vào cuối tháng 9 thì tình hình thời tiết có mưa nhiều, sâu bệnh phát triển, đặc biệt là bệnh đốm nâu cũng ảnh hưởng đến mẫu mã chất lượng thanh long. Về vấn đề tiêu thụ thì đầu tháng 10 thì Trung Quốc là có cái lễ quốc khánh, có nhiều đối tác Trung Quốc nghỉ lễ và ngừng thu mua cỡ khoảng 10 ngày. Từ những yếu tố trên thì thanh long thì nó sụt giảm sâu. Để mà khắc phục cái tình trạng này thì là ủy ban cũng như tỉnh ủy đã có chiến lược chỉ đạo cho ngành nông nghiệp. Một là tiếp tục là đẩy mạnh triển khai cái việc ghép để luôn luôn nâng cao chất lượng và giá trị cái sản phẩm thanh long Bình Thuận, gắn vào đó là tiến hành tổ chức liên kết với các doanh nghiệp để có cái thị trường tiêu thụ ổn định. Việc thứ hai nữa là thường xuyên triển khai các cái biện pháp phòng chống bệnh trên thanh long, đặc biệt là cái bệnh đốm nâu. Nhưng cái giải pháp đó mà chúng ta làm tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ góp phần cái việc là tiêu thụ tại trong được hơn. Còn đứng về góc độ kỹ thuật thì Sở Nông nghiệp cũng đã chỉ đạo cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các huyện là tiến hành nắm chắc cái tình hình thị trường để có cái kế hoạch rải vụ để giúp bà con có cái lượng thanh long rải đều trong năm để phục vụ cho vấn đề là tiêu thụ và xuất khẩu. Trong lúc chờ phương án khắc phục của chính quyền địa phương thì bà con nông dân trồng thanh long vẫn thấp thỏm từng ngày nhìn thanh long chín rũ mà không có người mua.